Chuyện là hôm nay đưa ông tới về trời thì ngoại trừ lựa cá chép ra mình còn có lựa một con cá hơi khá là đặc biệt Dài khoảng chừng 55cm Đó cá rồng Anh em thấy không muốn bỏ nó vô cũng là một vấn đề đó anh em Đó thấy nó nó vẫy dữ lắm Khúc này là mình đi kiếm chỗ thả nè Thật sự xong Sài Gòn nó quá trời sạch Thả thì sợ con cá nó chết đuối Với lại nước nó cạn mình cũng khó bước ra thả nữa Kiếm tùm lum chỗ hết Thì cuối cùng mình cũng kiếm được một chỗ Đó là ở trong một cái chung cư Nhưng mà chung cư này còn lâu mình mới nói Nói anh em vô bắt không sao Đúng không? Đâu có dễ Anh em thấy đôi dép mình nam tính không? Đi nhanh quá sọt Cái là đi luôn Đó thì lúc này con cá nó bự hơn cái mình Mình là anh em bức bự cỡ nào rồi đó Khúc này là mình cho nó thích nghi cá Thích nghi với lại nước Xong rồi bắt đầu thả với lại mình còn đọc thêm một số câu thần chú nữa Thì câu thần chú thế nào thì còn lâu mình mới nói Đó thì khúc này là con cá nó ra nhưng mà con cái là cái khu này là cái khu biệt lập anh em mà muốn vô đây bắt cá hoặc là chích điện cũng khó tại vì giá cây cần vô là ăn cây gậy liền đó, ngoại trừ phong Để tục tập quán chắc chắn sẽ không thể nào thiếu cái thằng chép coi rồi đó thì thằng chép coi thì mình thả chấp nhật chứ chép coi luôn ba con cho ba người đi cho nó sang cá này thì mình không có thích nghi mình cho ra luôn tại cá chép thì đi về sông khá là mạnh nhưng mà nhớ thả xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ nha tại chung cư người ta kỹ người ta thấy xả rác là ăn đòn chạy thiệt nhanh thả bậy bạ chạy nhanh lên